Công ty Dược liệu Hòa Bình Kính chào tất cả mọi người Ngày hôm nay ở Bên công ty Dược liệu của bên mình Đi uh, ra để quay cho mọi người Đấy, Cái quy trình mà uh, Thu hoạch và Băm chặt cái cây xạ đen cho uh, Quý khách hàng Đấy thì Trước mắt mọi người đây là hôm nay bên mình đang thì, uh, Đi uh, thu hoạch chặt Và băm cái cây xạ đen để uh, Phơi bắt đầu và đóng vào túi để gửi cho uh, bà con, cho khách hàng Đấy. Thì cái cây xạ đen này để mà uh, thu hoạch được uh, thì cần phải uh, để ít nhất là trên 1 năm tuổi Đấy. Thì uh, khi đó thì um, trong cây xạ đen mới tích tụ đủ các uh, dược chất Đấy. Thì nó mới hình thành nên các uh, chất để uh, khi dùng thì nó sẽ có hiệu quả Đấy chính vì vậy mà mọi người lưu ý là uh, khi mà trồng được cái cây xạ đen ở trong vườn nhà thì chúng ta uh, nên để uh, ít nhất là hơn một năm tuổi Đấy, thì bắt đầu chúng ta mới thu hoạch và băm chặt và phơi khô để sử dụng Đấy. nếu chúng ta mà uh, thu hoạch cái thời gian nó ngắn quá thì trong cây nó chưa uh, tích tụ nó chưa hình thành nên các uh, dược chất thì khi đó chúng ta À, dùng thì nó cũng không tốt và nó không không hiệu quả được. Đấy. Thì cái hiện tại cái vườn uh, cây sạ đen này của bên công ty bên mình thì uh, uh, có diện tích khoảng tầm ba uh, bốn nghìn mét vuông Đấy, và đang uh, triển khai thu hoạch. Đấy. Hiện tại thì ngoài bắc mình là đang bước vào uh, đầu tháng 8 rồi. Đấy. Thì bên mình mùa này thì vẫn nắng đẹp và Uh, mình sẽ thực hiện là phơi chặt sau đó rồi là dùng uh, quy trình là chúng ta sẽ chặt như này đấy. sau đó là sẽ uh, tuốt riêng cái phần lá và cái phần cành ra đấy. tại sao là phải tuốt riêng cái phần lá và phần cành uh, tại vì là khi chúng ta nếu mà chúng ta không tuốt riêng thì chúng ta uh, băm thì nó sẽ bị nát hết lá đấy Thế nên chúng ta phải tuốt riêng phần lá và phần cành ra đấy. phần lá thì sẽ phơi riêng Tại vì lá nó mỏng, nó nhỏ nhẹ hơn thì phơi nó sẽ nhanh khô hơn Còn cái phần cành thì chúng ta sẽ cho vào cái máy băm đó. Sau chúng ta băm thành những đoạn từ 2 đến 3 cm đó. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là phơi riêng Đấy. Tại vì cái thân của nó uh, to và nó sẽ lâu khô hơn Vì vậy mà chúng ta phải phơi thân riêng để tránh làm uh, nát cái phần lá Đấy về cái công cụ mà để thu hoạch chúng ta có thể sử dụng dao như trong cái video mà mình đang quay đây, Đấy. chúng ta dùng dao chúng ta cắt à, cắt hoặc là uh, chúng ta có thể dùng cưa Đấy. hoặc là dùng uh, máy cắt để chúng ta cắt làm sao cho nó tiện nhưng bên mình thấy rằng là dùng dao này nó sẽ nhanh và nó tiện hơn tại vì là cây nó uh, đan vào nhau nên cái việc mà sử dụng máy cắt thì nó khá là khó khăn và nó bất tiện nó không hợp lý nên là bên mình sử dụng cái dao dao sắc chúng ta chặt thì nó sẽ nhanh hơn đấy. Chúng ta chặt thì lưu ý là chúng ta uh, chặt và để lại cái phần gốc khoảng tầm từ 20 cho đến uh, 25 cm đấy. Để cho gốc nó tiếp tục uh, nảy mầm. Đấy. Đây, đây là chính là cây cây xạ đen chuẩn tại gốc hòa bình của bên công ty dược liệu bên mình thì hàng năm bên mình cung cấp ra thị trường cho khách hàng khách lẻ cách uh, buôn các đại lý các nhà thuốc đông y rất là nhiều các sản phẩm về cây sả đen Đấy. chính vì vậy mà mọi người có nhu cầu cần mua cây sả đen thì có thể đến uh, trực tiếp tại vườn để mua cây tươi hoặc là uh, mua cây khô tại uh, chính công ty của bên mình hoặc là đối với khách hàng ở xa thì bên mình sẽ uh, vận chuyển và uh, gửi qua xe khách hoặc là qua đường bưu điện thì uh, video hôm nay mình kết thúc tại đây và cảm ơn quý khách hàng đã luôn theo dõi và ủng hộ công ty của bên mình Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.